Hôm nay là ngày 28 và mình đã hoàn thiện bức tranh tiểu cảnh trên đường phố ngày Tết quê em. Và đã thi công hết một thùng rưỡi sơn màu trắng và rất nhiều lọ sơn nhỏ, sơn ngoài trời. Và linh vật rồng đã được nhà tài trợ chính mua loại sơn nhũ kim loại, đó là nhũ đồng, nhũ vàng. Một doanh nghiệp trẻ chuyên thiết kế nội thất gỗ trong nhà và ngoài trời. Và đây là bức tranh quan trọng nhất, đó là ngày Tết quê em và lửa đã nổi lên để chào đón năm mới phát tài, thành công, thắng lợi, làm ăn tấn tới, nhiều điều may mắn đến với mọi người. Và chuẩn bị thư pháp để viết kính chúc cho tất cả mọi người những lời chúc, lời hay mang đến những người thân quen. Ở cánh đồng lúa chúng ta cũng đã được xanh tươi tốt. Chúng ta đến khảo sát. Đây, ngày Tết quê em, ông thầy đồ và vẽ sơ, quay sơ qua cho các bạn cùng xem. Chúc một ngày mới, một ngày cuối năm tuyệt đẹp, chuẩn bị tinh thần chào đón xuân đang về. Bây giờ nhà nhà ai ai cũng bắt đầu đi chợ, người chồng thì dọn dẹp, vợ thì chuẩn bị ngâm trưa. Bức tranh tiểu cảnh ngày Tết của chúng ta đây.